Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring GT Legato, một dòng xe đạp Nhật bãi, thương hiệu Mỹ và được sử dụng tại thị trường Nhật. Và em mới nhập về thương hiệu GT, rất là quen thuộc với các bác chơi xe đạp, một thương hiệu đến từ thị trường Mỹ. Như thương hiệu Mỹ và được chiếc xe được sử dụng tại thị trường Nhật. Model Legato, toàn bộ khung nhôm. Sử dụng bộ đè chuyển động là Shimano Soza, một bộ chuyển động cũng rất là ngon của dòng xe đua. Gạt đĩa Shimano. Toàn bộ khung là khung nhôm. Sơn thì còn tương đối là đẹp. Chỉ có là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những vết xước trên khung không thể tránh khỏi. Còn màu sơn thì tông màu các thứ vẫn còn rất là đẹp. Tem thị trường Nhật đây các bác nhá. Tem Nhật. Khung viền các thứ sơn si là còn tương đối là mới, tương đối là đẹp. Sử dụng bộ đề của xe đua các bác nhá. Đồ Shimano của xe đua Suzuka. Cũng thuộc dòng cận cao cấp của dòng Shimano này. Lip 9 tầng, 8 tầng, lip 8 tầng và bộ gạt đĩa Shimano cũng là 3 tầng đĩa. Cho xe có 24 tốc độ khác nhau. Đũa lốc, đũa e-lốc, vành của Alex Jim cũng là một loại phụ tùng của Mỹ. Vành này là vành 2 lớp. Vành hai lớp, đũa là e-lốc chống rỉ. Trên phần ghi đông thì sử dụng bộ tay bấm xả cũng là phanh cơ, phanh là phanh V. Phanh này rất thường thấy ở trong những chiếc xe bãi Nhật này, phanh V. Và bộ tay bấm cầm phanh của Shimano 8 speed đây. Và bên này là chip bồ là 3 đĩa, thì cũng 9 lít 3 đĩa. Và cái giá bán của chiếc xe bên đó đang bán chỉ có là 5.800.000 cho một chiếc xe đạp thị trường Nhật, còn rất là đẹp, tương đối là đẹp, thương hiệu GT rất là nổi tiếng. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 thì phù hợp. Bộ đè Soza 8 lít 3 đĩa. Chuyển động rất mượt mà, có thể trên hình hầu như là không có lỗi nhỏ đâu. Và giá bán của chiếc xe bên đây đang bán chỉ có là 5.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.